và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới với điện ảnh Minecraft đấy bạn ơi. Và hôm nay nè bạn ơi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với World Sinh Tồn của chúng ta ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm cái gì nào? Thì các bạn biết không, hôm qua mình có gọi là lướt comment của các bạn ở trên cái video gọi là tập 2 của mình. Thì có rất là nhiều bạn bảo mình, có rất là nhiều bạn bảo mình rằng là: anh ơi, anh hãy xây tượng con slime khổng lồ đi anh. Đó, rất là nhiều bạn comment luôn. Và cũng có rất là nhiều bạn like cái comment này, cho nên mình quyết định rằng là mình sẽ gọi là xây gọi là con slime khổng lồ theo ý của các bạn nha. Nhưng mà nếu như mà chỉ xây con slime không á thì nó sẽ rất là gọi là nhàm chán luôn. Chính vì vậy cho nên là hôm nay mình quyết định là mình sẽ xây thêm cả gọi là mấy farm slime nha các bạn nha. Đấy, mấy bạn biết con slime không? Cái con slime là con nó có hình vuông vuông mà nhảy nhảy tưng 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 y hệt như cái cục kẹo dẻo á bạn. Đấy. Và hôm nay hãy cùng đón xem mình và bạn Đạo và anh Siro sẽ cùng nhau xây gọi là cái máy farm này như thế nào nha các bạn. Let's go. Khoan đã, từ từ. chưa gì let's go ông nội. Đó, thì trước tiên các bạn, để có thể xây được cái máy farm này nè thì bọn mình sẽ cần phải đào cái hố rất là to luôn. Chính vì như vậy cho nên bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau xuống dưới địa ngục nha các bạn nha. Để làm gì các bạn biết không? Là để giết mấy con xương đen các bạn. Sau đó bọn mình sẽ lấy cái đầu của nó về. Bọn mình sẽ cùng nhau chế tạo thành một cái máy chiếu nha các bạn nha. Cái đó là mình hay gọi là máy chiếu, còn các bạn gọi là cái gì mình không biết. Nhưng mà cái máy đó sẽ giúp cho chúng ta đào nhanh hơn các bạn nha. Ok. Đèn hiệu, đúng rồi. Đèn hiệu. Rồi ok. Còn bây giờ thì không nói nhiều nữa, chúng ta cùng nhau xuống địa ngục thôi. Let's go. Ok, bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau xuống dưới địa ngục để cùng nhau đi farm mấy con xương đen nha các bạn nha. Mình không biết đọc tiếng Anh tên của nó thì mình đọc đại tiếng Việt đi. Đây, em là lần trước là em thấy chỗ này nó cổng địa ngục nữa, cái này ta, lâu đài dưới địa ngục nè, trong đây nè, mình vô đây mình farm. Mà lần trước em đi có một mình nè, cho nên là em sợ luôn á. Giờ đi lần ba người thế này nó mới an tâm này, hiểu không? Ok, đi xuống đây. Em nhớ là ở trong đây là mấy lần trước em đi dưới đây là em toàn gặp mấy con người đen nè, người xương đen nè. Từ coi chừng té xuống lava nha các bạn. Ơi bây giờ như thế này đi, anh em mình chia ra đi, mỗi người đi một hướng đi, chung như thế này không được đâu nè. Ok, mỗi người đi một hướng xong rồi một xíu nữa farm xong đi về nha. Ok, farm xong rồi nha. Gặp nhau. Khoan từ, chụp lại tọa độ đi các ba. Rồi ok các bạn ơi, bây giờ là mình sẽ đi vòng vòng đây để mình trời rồi xong tung cái đầu trong cái tường luôn các bạn ơi. Mình sẽ đi vòng vòng đây để kiếm mấy con xương đen nha các bạn. Ui trời, zombie heo tấn công mình các bạn ơi. Oh my god, chưa kiếm được mấy con xương đen bị mấy con zombie heo tấn công. À mà quên, đồ mình xịn hơn nó, mình sợ gì đó. Ui nè, nó chuẩn bị bắn mình nè. À. Mày láo mày. Ok. Tính ra là mấy con này mình giết nó cái một các bạn, giờ đồ mình xịn mà. Ủa, ai trước mặt mình đây? À, cu đạo, ok. Rồi, đi vòng vòng đây đi kiếm mấy con xương thế nào. Ủa, kiếm được Wither đen chưa, đạo? Chưa anh ơi. Ui. Không có con nào trong cái tòa thành này luôn á. Tính ra trong đây không có con nào luôn anh. Cái tòa thành này nó hơi bé nha, anh thấy cái tòa thành này nó hơi bé xíu à. Rồi, em nói anh nghe nè. Bây giờ em nghĩ là từ nãy giờ mình đi kiếm từ nãy giờ mà không thấy con nào hết trơn à. Hay là giờ anh em mình chia nhau ra đi kiếm lâu đài đi. Đứa nào kiếm được lâu đài xong đưa tọa độ cho mấy đứa kia đi qua. Được không? Ờ, anh thấy cái cách đó nó nhanh hơn á. Hợp lý. Ok, vậy đi bây giờ chia ra nha. Chứ cái lâu đài này em thấy nó nhỏ quá, nó không kiếm được con nào hết trơn á. Thôi mình đi nơi khác đi. Ui, mấy bạn ơi, mỗi lần mà đi ngang một cái lava thế này các bạn là những cái lúc mà nguy hiểm vậy nồi luôn, mình sợ cái đoạn kiểu này ghê luôn á bạn. Bây giờ ở bên dưới nó có con heo kìa. Tránh ra đâu, để em bắn mấy con heo ấy. Từ. Ok em trai. Tính ra chỗ này nguy hiểm ghê luôn, anh rơi xuống lava cái toàn luôn. Hả? Ôi xíu nữa mà con gát mà nó bắn vô cái cầu này ha. Con gát mà bắn vô cái hai đứa mình bay đi luôn anh. Tính ra bộ giáp em xịn lắm anh à. Em không muốn làm mất cái bộ giáp đâu, bộ giáp em hơi bị xịn luôn á. Ai đâu, tính ra anh kêu là em đi thẳng còn anh là anh đi nơi khác mà sao tại nãy giờ em thấy anh đi theo hoài luôn rồi. Anh yêu thầm em hả? Oh yeah mấy bạn ơi, mình đã tìm ra được lâu đài ở dưới địa ngục rồi đây. Wow, có rất là nhiều rương luôn nha các bạn nha. Và mấy cái rương này trong đây chắc chắn sẽ có rất là nhiều đồ các bạn ạ. Ui, có nguyên cái giáp ngựa nè. Ok, lấy luôn, lấy hết. Rồi, ui, lại rương kìa, nhiều rương vậy. Chắc chắn nó sẽ cho mình rất là nhiều đồ xịn các bạn ạ. Ở lại giáp ngựa đây. Alo, sao Sam gọi cá heo. Alo, nghe Siro ơi. Em có người kiếm looting đúng không? Ờ, em có nè. Ui, đây, em thấy con xương đen rồi, từ để em thử đó. Em dùng cái kiếm lút tinh đó, em giết con xương đen này ra có tỷ lệ ra cái đầu cao hơn á. Rồi anh ơi, nó ra rồi, nhưng mà nó ra cục than. Trời ơi trời. Ok anh, nó ra rồi anh ơi, nhưng mà nó ra cục than anh nè. Ở đây em thấy Siro nè, Siro đang bị đang quýnh nhau, bị cháy nữa nè. Ôi,
Nãy giờ Toàn bị kiểu đánh mấy con quy đời xong rồi nó ra cái cục than á, nhìn cứ đây, tưởng đây, ra đây, cái đầu. Đây đây đây, bên đây có một con, bên đây có một con. Đây đây em, đây em, đây em. Quá em cu. Đây em đánh đi. Lại đây nào. Ok, lại gần em là từ từ để em chém đó. Mày. Trời ơi, lại là than anh ơi, không có xương. Ui, lại tiếp tục là con ma lửa nữa. Ma lửa này. Ok, quất đi anh. Quất đó. Sao anh ghét mấy con này thế nha. Nó cứ đánh mình à. Ở đây đây đây. Quất đó, quất đó, quất đó. Ôi, được cái đó nè. Nó ở đâu đây? Dạ. Tính ra may mắn bạn ơi, pha cuối cùng là mình đánh rơi ra được các bạn, mình tưởng rơi xuống lava luôn rồi chứ sợ vậy. Ok. Pha cuối đạo mình ba vô đạo quánh là không hờ cả thế giới luôn. Ok thôi, dạ đủ rồi, dạ. Rồi ok bạn ơi, cuối cùng thì mình với anh Siro cũng đã kiếm được đủ ba cái đầu rồi đúng không đâu? Đâu cho em coi ba cái đầu coi. Ai tính ra là có đạo rồi, sao mà chưa có ta vậy? Đạo tuổi hơn bạn. À đúng rồi, có thêm đạo nha các bạn. Cảm ơn đạo rất là nhiều, nhưng đạo là nô lệ cho nên đạo không được tính công nha các bạn. Ok. Rồi. Rồi bây giờ. Đúng rồi, không ạ. Hãy nói cho các bạn biết gọi là cái hệ thống xã hội sắp tới của chúng ta đi. À đúng rồi bạn ơi, mình quên mất. Một tí nữa mình sẽ thông báo cho anh em nha, là sắp tới đây á là bọn mình sẽ xây thế này. Thôi xây gì để video sau nói nè. Rồi em nói nghe nè. Em học một cái mẹo này ở trên gọi là YouTube á, là người ta bảo á là khi mình quýnh mấy con quy đờ nè nha, là mình sẽ xây cho mình một cái hang đi, đào cho mình một cái hang bên trong để tránh con quy đờ nó bay ra ngoài á, nó phá làng của mình, với lại nó bị kẹt bên trong, mình sẽ dễ quýnh nó hơn. À. Phong ơi. Sao anh? Xa tí anh ơi. Từ. Qua đây. Sao? Thay vì em đào thì em hãy đi theo anh. Đây, chỗ này Phong ơi, chỗ này. Đâu? Ôi, cái hố sâu ấy, nhảy dưới chết sao không nổi? Nước. Ôi, nhà tôi không thấy giọt nước đâu bên dưới nha, đừng có xào nha. Đặt xô nước đó, đào đâu chết đâu, đúng không? Đó, ê, đâu chết đâu. Ê, có xô nước không? Cho em xin xô nước đây, để em thể hiện. À, rồi đi. Em xuống xong rồi em sẽ đặt nước cho anh, ok? Để em. Ok. Ôi, đào chết á. Đỉnh chưa? Đợi đi anh. Từ từ, skeleton, em chưa nó đã. Ok. Ok. Rồi, ủa cái gì đó, em chưa mà. Anh cầm enderpearl xuống luôn rồi. Ok, rồi. Bây giờ nha, bây giờ mình đào cái hang này rộng ra xíu đi, rộng xíu đi. Dưới đây nè, từ từ, không cần đào, dưới đây còn. Xuống dưới. Rồi, đào tránh ra đi anh. Úi. Đấy, rồi, rô này nhảy xuống. Ok, úi. Cái. Em muốn nước lại. Em biết rồi. Tao nhảy tới nửa đường là tao thấy gì đó sai rồi. Không bình thường đâu, tốt vậy đâu ta. Ok. Rồi giờ nhảy xuống múc nước lại bạn ạ. Ok. Rồi ok, anh em đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Chưa. Rồi, công sức của anh em chúng ta bây giờ sẽ được thực hiện. Một cái đầu. Hai cái đầu. Quái vật ba đầu với bị xuất hiện. Đánh nó. Chưa đánh được. Chưa từ. Chuẩn bị nè. Anh em chuẩn bị cầm dao lên. Giết nó. Ui nó mạnh quá. Ui nó mạnh quá nữa, đập em cái em mất cái chảy máu luôn. Ây da. No. Em không làm chết được. Siro. Rồi xong Siro đi rồi bạn ơi. Mày. Quất nó. Em yên tâm, anh quay trở lại với em đây. Đây không đánh giặc. Ây da. Cái con này nó khỏe quá. Quất nó. Em mất cái chảy. Mày. Mày chết rồi, sắp chết rồi. Yeah. Chết rồi. Ui trời ơi. Ây da. Ê trời ơi, đồ của tôi banh hết rồi. Oh my god. Ơi, kinh nghiệm của tôi. Bao nhiêu kinh nghiệm của em luôn rồi. Trời ơi. Tự nhiên đánh nguy đời, tự nhiên đang. Đâu. Kinh nghiệm của mình chết. Mà từ nãy giờ có mỗi thằng đạo dưới đây, chắc chắn nó đã lượm hết kinh nghiệm của mình rồi nè. Xử nó. Giết nó. Xử nó. Em suy nghĩ lại đi em, nó bảo vệ bốn lần. Hả gì? Nãy quy đờ đánh nó không mất giọt máu luôn á. Trời ơi, tao cái ngôi sao rồi, chị em xin với. Em coi. Đây, ngôi sao đây. Ui, đây có ngôi sao rồi. Ủa mà sao có kim cương vậy? Ông nào kiếm được kim cương vậy? Đâu kim cương đâu? Ủa cái này kim cương của em. À em kiếm, quên. Đây. Lên trên. Rồi ok bạn ơi, và sau bao nhiêu cố gắng của ba anh em bọn tôi thì cuối cùng chúng tôi cũng đã kiếm được ngôi sao gọi là gì ta? Gì siêu hiếm ở trong Minecraft rồi mọi người ạ. Trời cà lâm luôn rồi. Sợ quá anh ơi, kẻ con nói quýnh em đâu cũng chết luôn đâu. Phải nồi thật. Ok rồi, từ bây giờ mình sẽ chế cho mình cái gì ta, cái đèn hiệu nha các bạn nha. Đây, công thức chế của nó. Tinh tinh. Chúng ta đã có được đèn hiệu. Ôi, Phong ơi, anh biết rồi. Bây giờ công dụng VIP nhất của cái máy phanh sắt của em bắt đầu được phát huy tác dụng rồi nè Phong.
Không, bọn mình không dùng bằng sắt anh ơi, bọn mình dùng bằng kim cương luôn, nó mới xịn. Đây, đem lấy kim cương đâu cả? Ở nhà mình đầy kim cương mà anh. Ủa? Sao mới có một đêm không vô mà nhà mình bỏ bao nhiêu kim cương vậy? Em không biết là bao, em không biết là sẽ tốn bao nhiêu kim cương nữa, nhưng mà em nghĩ hơi bị nhiều luôn á. Ok thôi. À, không đủ á nha, sợ không đủ nha, tại vì phải full một tầng lận á. Hình như có 3 tầng đúng không? Có 3 tầng, 3 đến 3 tầng, 3 tầng lận. Ủa nhưng mà khoan, kim cương thì tất nhiên nó sẽ mạnh hơn đúng không? Nó cũng thế à. Ủa nó cũng vậy á. Ừ. À chứ đẹp hơn hả? Ok thôi dùng nhà máy sắt đi. Ui lúc này là lúc cần nhà máy sắt nè. Ok đây. Cái gì chứ nhà Phong không thiếu sắt các bạn ơi. Đây. Ok bây giờ bọn mình bỏ sắt vô nè. Mình sẽ chế ra mấy cái block nè. Mình tưởng là dùng bằng block kim cương thì nó sẽ gọi là mạnh hơn chứ. Ai về đâu dùng block nào cũng được. Ok. Ôi. Đây Đậu ơi. Không ơi. Sao anh? Tính ra là sau này là nhà máy sắt của em là để bán đúng không? Đúng rồi, nhà máy sắt của em. Ôi. Thông báo cho bạn là sắp tới là mình sẽ bán sắt nha các bạn nha. Chứ mình không cho mấy người này xài phi nữa bạn ạ. Nhà máy mình sẽ ôi. Mệt mà. Thế thì mai mốt anh sẽ cho tiền thuê nhà. Để luôn. Ok. Được rồi, đem. Được. Rồi ok. Bây giờ chính là phần gọi là đặc biệt nhất của anh em chúng ta đây. Đặt cái đèn hiệu lên. Anh em đã sẵn sàng chưa nào? Rồi, đặt đi Phong ơi. Trời ơi. Sẵn sàng rồi đúng không? 3, 2, 1. Chiu. Rồi ok bạn ơi. Bây giờ nha. Vô. Mình sẽ bỏ trong đây một cục emerald nè. Sau đó mình sẽ chọn là cái đào nhanh nha các bạn nha. Vô. Rồi từ, để em đào thử, để em test thử. Đây, bây giờ mình sẽ lấy cây cúp hiệu suất 5 của mình nè, mình đào thử nha bạn. Ui. Ui, xịn vãi, bạn nhìn nè. Ui, xịn, ui. Đào như sáng tạo luôn à, lái nồi. Đào như sáng tạo luôn bạn. Ok, rồi bạn ơi. Rồi ok bạn ơi, thì bây giờ bọn mình đã có cái đào nhanh này nè. Thì đào rất là nhanh luôn. Thì mình sẽ bắt đầu xây thử thách của các bạn đó chính là xây gọi là mấy farm slam và xây một con slam khổng lồ nha các bạn nha. Ok. Rồi từ từ. Bên đây mình thấy có mấy con zombie mặc áo giáp vàng được luôn nè, xịn dữ vậy. Để mình giết bọn nó đã. Mày. Ok. Giết. Rồi ok. Ây da, à, cháy. Ok, rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đào thế nào. Let's go. Ok mấy bạn ơi, và hiện tại là mình đã đào được một cái hố to đùng luôn đó, bạn thấy không? Đấy, một cái hố to đùng luôn. Và mình sẽ xây thêm một cái gọi là tượng slime khổng lồ theo ý của những bạn fan đã đặt ra cho mình nha. Ok, thì cái thử thách này khá là hay. Trong lúc mà mình đang cần xây một cái máy farm slime thì mình sẽ thực hiện thử thách này luôn. Ok, thì từ nãy giờ mình cũng xây khá là to rồi đấy. Bây giờ thì mình phải lên trên đây. Mình đem cái đèn này xuống dưới đó mấy bạn ơi. Tại vì cái đèn này á xuống tận bên dưới là nó hết hiệu ứng luôn rồi. Mình phải đem nó xuống bên dưới. Ok, đặt ra. Rồi ok bạn ơi, hiện tại là bọn mình đã đào xuống tầng số 10 nè các bạn. Đấy, một cái hố cực kỳ to luôn. Bây giờ nha, nhiệm vụ chúng ta tiếp theo là chỉ cần thắp đèn làm sao cho nó sáng hết cái khu này lên. Ở tầng 10 đấy hả? Đấy, nhanh vậy? Tầng 10 rồi. Và bây giờ chúng ta cùng nhau leo lên trên và chờ cho coi con slam nó có xuất hiện bên dưới đây không nha các bạn nha. Ok, đi thôi anh em. Giờ thôi. Ê, ở đây sao lên Phong? Nhảy lên anh bắt cua và bám tường đi anh. Thằng đâu? Ôi, nhìn nó nè, nhìn bám tường nè. Hơi. Gây chưa. Gây à. Kéo xuống nào, kéo xuống. Kìa. Kéo xuống. Ui, chuẩn vậy, hay vậy, kéo hay vậy. Wow, đạo hay phết, ok. Thôi, lên trên. Ôi, trời ơi, mấy bạn ơi, bạn nhìn kìa. Mấy con slime đã xuất hiện rồi, bạn ơi. Quá đỉnh luôn, ok, tôi nhảy xuống dưới đã. Ê, slime của tôi, cuối cùng thì bao nhiêu công sức anh em chúng ta cũng đã được đền đáp rồi, bạn ơi. Wow, hai con slime to đùng luôn. Ok, xử nó anh em. Ok, đấy, có slime từ. Vậy là chúng ta sẽ có được những cục slime đầu tiên. Ok, thử nè. Yes. Yes. Cục slime đầu tiên của chúng ta. Quá đã luôn bạn ơi. Ơi Đạo ơi, nãy giờ em chém 3 nhát, chúng anh hết 3 nhát luôn á Đạo. Ok bạn ơi, vậy là bây giờ chúng ta đã có được slime nè. Vậy là có nghĩa chúng ta đã chọn đúng được chỗ để xây mấy farm slime rồi bạn ơi. Và bây giờ ơi, chúng ta cùng nhau xây con slime khổng lồ nha. Sao anh? Rồi biết gì không? Dạ anh vừa đoán đúng rồi, đêm trăng tròn nó mới có. Tức là chúng ta sẽ 4 ngày mới có một con slime spam ra. Ừ, thôi bây giờ mình lên trên đi cho mấy con lên trên, slime, lên trên nó spam ra nè. Ok lên trên.
Ây da, ây da, mấy em cứ bình tĩnh, mấy em cứ bình tĩnh, từ từ rồi anh sẽ cho mấy đứa chữ ký được chưa? Trời ơi, mấy bạn nhìn nè, thấy không? Mấy bạn thấy xung quanh mình rất là nhiều những bạn fan đang gọi là người hâm mộ, đang gọi là vây quanh mình để gọi là xin chữ ký đó bạn. Trời ơi, theo xin chữ ký quá trời luôn. Ok bạn ơi, trời ơi, nhìn mấy con slam này nhảy tưng tưng tưng, nhìn dễ thương ghê luôn á bạn. Ok, thì bây giờ nữa bạn, bọn mình đã gọi là đào được đúng vị trí rồi, là bọn nó xuất hiện slam rồi nha. Thì bạn coi nè, bọn mình đào nguyên một cái hố to đùng như thế này luôn, và bọn nó xuất hiện cực kỳ nhiều. Vậy là bây giờ chúng ta đã thành công được dường như gọi là 80% rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ đi xung quanh đây, mình thắp sáng cái chỗ này lên nha. Và mình sẽ tiếp tục xây cho xong và hoàn thành luôn cái máy farm này nha các bạn nha. Ê mấy bạn ơi, sao mà mỗi lần mình vào game là mình thấy thằng Đào nó nhảy trên cao xuống hoài luôn các bạn, không sợ hư giáp hay sao trời. Ôi con Skeleton đánh mình. Mày vậy mày. Ok. Rồi, thôi không nói nhiều nữa. Bây giờ chúng ta cùng nhau xây cho hoàn thành luôn cái máy này nào. Việt Nam Racing Boy, Việt Nam Racing Boy. Ok các bạn ơi. Và sau một thời gian đó thì mình đã gọi là xây xong gọi là cái hầm gọi là người ta farm mấy con slime nè các bạn. Và ở đây bạn đang thấy là mình đang có một cái đường hệ thống đường ray. Thì mấy bạn biết cái hệ thống nó dùng để làm gì không? Là dùng để lượm đồ các bạn. Mấy cái đồ mà con slime nó rơi ra sẽ được hai cái xe này của mình nè nhào vô lượm hết đồ nha các bạn nha. Đó, cho nên chúng ta sẽ không cần tốn công tốn sức tự lượm đồ nữa. Đó, rất là xịn luôn. Ok, rồi, còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau xây tiếp tục nha các bạn nha. Thì ở đây nữa bạn, mình có chuẩn bị cho mình gọi là mấy cái khối mắt ma nè. Đây, cái khối này bạn nào chơi Minecraft mà hay xuống dưới địa ngục thì chắc các bạn cũng biết đúng không? Thì cái khối này khi chúng ta đứng trên đó thì chúng ta sẽ bị mất máu. Đó, bởi vậy cho nên là nếu như con slime nó mà rơi lên trên đây nữa bạn, là bảo đảm bạn luôn là nó sẽ bị chết. Cho nên là cái khối này sẽ rất là cần thiết để tiêu diệt mấy con slime bạn ơi. Ok, còn bây giờ thì nhiệm vụ tiếp theo của mình là sẽ lắp hết cái đống mắt ma lên trên đây nha các bạn nha. Ok, làm thế nào? Let's go. Ôi trời ơi, mấy bạn ơi, mấy bạn nhìn kìa, mấy bạn nhìn kìa. Ôi phải ơi, con Phantom hả mày, quýnh tao hả mày. Ôi mấy bạn ơi, bạn nhìn kìa, ở bên kia là mình đang thấy là có mấy con zombie nè, rồi skeleton kìa các bạn. Bọn nó đang mặc mấy cái bộ giáp xịn ơi là xịn luôn các bạn ơi. Vai, mình không hiểu tại sao nha, ở trong cái world này các bạn, tự nhiên không nó xuất hiện ra rất là nhiều những con quái vật mặc đồ xịn luôn các bạn ơi. Chẳng hạn con zombie nè, bạn thấy không, mặc quần in gen luôn nè. Ấy trời ơi trời, đang đồ xịn không. Vai thiệt luôn á, tôi không hiểu là cái chắc là do bọn tôi giàu quá hay sao bây giờ bọn nó cho mấy con quái vật này phải giàu theo các bạn ạ. Ok, mày hả mày, còn con nào đâu, còn con nào mặc áo giáp xịn không? Hồi nãy như mình thấy còn một con bên đây thì phải. Nó đâu ta? À, hình như đi đâu mất tiêu rồi. Vãi thiệt luôn á trời, quá trời quá vật gọi là tàn đồ mặc đồ xịn như thế này. Ủa, cái gì đây, nó rơi cái đôi giày gì đây? Đôi giày bảo vệ sát thương khi rơi. Ôi tàn đồ xịn không. Đúng thật là quái vật ở trong world sinh tồn mà xịn là bọn nó phải xịn theo các bạn ạ. 2000 years later. Rồi ok, xong mấy bạn ơi. Và sau 2 ngày gọi là xây dựng cực khổ thì cuối cùng mình cũng đã đào được một cái hố rất là to, và mình đã xây xong cái hệ thống gọi là farm slime bên dưới đây nè các bạn. Đấy, ôi coi chừng té rồi. Ok, thì ở đây nè mình sẽ khoe cho bạn coi nè nha. Rô rô lại đây rô. Đấy, em khoe cho rô coi cái này nè. Thấy cái rương không? Ồ, giờ cái này mốt ta làm mấy cái máy kiểu bằng slime mà hợp lý nè. Đúng rồi, mấy mốt anh có thể làm mấy cái máy farm mà nó có slime thoải mái luôn. Tại giờ mình đã có máy farm slime rồi, tha hồ dùng. Đấy, thì bên dưới đây nè bạn, mình sẽ cho bạn xem nha. Bên dưới đây là như thế này này. Đấy, bạn thấy ở chỗ này nè, mình đã xây mấy cái tầng. Ôi, người té, người xem té. Ok, ở đây nè bạn, mình đã xây. Tôi mới thấy cái gì đó vụt qua thì mày. Tôi mới thấy cái gì đó vụt qua. Rồi xong, Siro té rồi các bạn ơi. Ok, đây các bạn nhìn nè, ở đây nè mình đã xây mấy cái tầng nè các bạn. Thì mấy con slime nó sẽ xuất hiện ở trên những cái tầng này nha. Và ở hai bên, à không, bốn bên chứ bên kia cũng có nữa nè. Mình đã có để rồi là mấy con island golem nữa các bạn. Thì những cái con này nó ở đây á thì mấy cái con slime nó nhìn thấy mấy con island đó các bạn, nó sẽ chạy lại gần. Đấy, và sau khi chạy lại gần thì nó sẽ bị rơi xuống cái magma bên dưới đây, và nó sẽ bị magma bên dưới đây đốt chết nha các bạn nha. Đấy, đốt chết. Và sau khi đốt chết xong thì slime sẽ được chuyển vào trong đây các bạn ạ. Ở bên dưới mình có xây cái đường ray nè để nó đi nó lượm đồ cho mình nè. Nó chuyển vào đây, sau đó chuyển vào đây thì nó sẽ được đưa lên phía trên bằng đường ống nước nha các bạn nha. Đây mình sẽ cho bạn xem nè, mình sẽ thử bỏ vào trong đây một củ khoai lang đi. Ok, à không, củ khoai tây chứ.
Đấy bạn thấy nè, đó củ khoai tây sẽ bay lên đấy và nó sẽ được lên trên. Đó, và thế là chúng ta đã hoàn thành xong được cái máy farm slime mấy bạn ơi. Đấy, tha hồ có slime mà xài luôn. Quá đơn giản. Giết vào lên, giết vào lên. Giết vào đúng không? Trời em là đệ tử của thầy Lập Phụ Hồ mà trời, cho nên là em xây mấy này nhanh gọn lẹ. Ok, còn bây giờ bạn thì mình sẽ bắt đầu thực hiện thử thách chính của ngày hôm nay nha. Đó chính là mình sẽ xây một cái tượng của một con slime siêu to khổng lồ theo ý của một bạn fan đã comment nha. Ok, và những bạn nào mà muốn mình xây thêm những cái gì mới nữa thì nhớ hãy bình luận ở trong mình biết nha các bạn nha. Còn bây giờ thì người phụ mình xây hôm nay sẽ là Siro. Siro phụ em xây nha đâu. Oh no, thôi không xây đâu, đi về. Thôi phụ em xây đi mà, phụ xây đi cho kim cương nha. Ok, rồi ở đây nè bạn. Mà sao một stack mới xây nha. Trời, một stack kim cương ở đâu ra ông nội. Đây mấy bạn coi nè, củ khoai tây được lên trên đây nè bạn thấy không. Này, ok, rồi bây giờ chỗ này nè bạn, mình đã xây một cái nền đất rồi nè, không cái nền đá chứ sao mình nói nhầm vậy ta. Mình đã xây một cái nền đá ở đây rồi, bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau xây con slime siêu to khổng lồ trên đây nha bạn nha. Đi thôi nào. Bây giờ nè bạn ơi, để chúng ta có thể gọi là xây được cái tượng slime khổng lồ á thì mình cần phải có cát mọi người để làm kính á mọi người. Cho nên ở đây nè mình có mang tí gỗ nè, mình với Siro sẽ cùng nhau bơi ra ngoài sa mạc để gọi là sao ta, đào cát nha bạn nha. Thì lần trước á mình đã kiếm được một cái tọa độ của sa mạc rồi, cho nên bây giờ mình với Siro sẽ ra ngoài đó nha. Ok. Rồi bây giờ Rô đi chung với em nè Rô. Tính ra là ông để tôi đây một mình luôn ha, ông bê mình ông luôn á. Ok, let's go. Tính ra mình đi chung một thuyền nó tình cảm hơn, nó vui hơn mà Rô. Buồn Rô quá. Ok thôi mất công xong quánh tao nữa. Ok đi thế nào, ra sa mạc thôi. Mấy bạn ơi, mấy bạn có biết gì không, trong lúc mà mình đang bơi thuyền để đi đến sa mạc các bạn thì tự nhiên có một cái con rùa ở đâu ra nó ngồi lên cái thuyền của mình mấy bạn à. Thế là giờ mình chở nó theo luôn. Rô ơi, giờ con rùa ngồi em thuyền em giờ sao Rô? Thịt nó. Trời ơi, gì làm thịt nó vậy, tội nghiệp nó vậy anh. Không được, trời ơi tội nghiệp nó lắm. Thôi để cái gì em chở nó về nhà mình luôn. Ok vậy đi cho nhanh. Trời ơi là trời, con rùa ham vui này. Mấy bạn ơi, mấy bạn nhìn nè, mấy bạn có thấy cái gì đằng sau lưng mình không? Đây chính là một con chó nè bạn ơi. Nhưng mà con chó này không phải chó bình thường đâu nha. Tự nhiên không á, mình đang đi đến một ngôi làng thì tự nhiên mình phát hiện có một con chó đã được thuần phục ở chỗ này các bạn ơi. Thì mấy bạn biết gì không? Trước khi mà cái world sinh tồn này được bọn mình quay lên và đăng lên YouTube á thì mèo Simmy đã có vào trong đây để chơi cùng với bọn mình rồi. Và bạn biết không? Mèo Simmy đã thuần phục một con chó và đặt tên cho nó là Bé Mưa các bạn ơi. Nhưng mà do là nhà của mình với nhà Simmy xa nhau quá mà Simmy á thì muốn đến nhà của mình với Siro sống, cho nên á là không thể nào dẫn Bé Mưa theo được. Ai về đâu mình đi cái mình gặp được Bé Mưa nữa bạn. Ok, một tí nữa anh thật sẽ đến là... anh dẫn mày đi. Có một sự thật mà Phong không biết, đó chính là Bé Mưa Gil đã đai trên đường qua nhà mình rồi không ạ. Hả? Cái gì? Ủa là sao? Là ôi, bên video của anh á là Simmy dẫn anh dẫn Simmy về làng. Thế là Sim dẫn con Mưa đi, sao Đạo bắn chết Mưa luôn. Trời ơi, Đạo bắn chết Mưa hả? Trời ơi, ép vậy. Đúng rồi. Ok bạn ơi, bạn nào mà muốn coi gọi là Bé Mưa đã bị gì thì nhớ qua kênh Siro xem nha. Chứ gì mình nghe bất ổn vậy ta. Thôi, ok thôi, mình phải rời khỏi ngôi làng này để mình đi đến sa mạc tiếp đây. Oh no, mấy bạn ơi, mình đang bị một con ong đuổi theo mấy bạn ạ. Trời ơi, mình chỉ lỡ đập cái tổ ong của nó thôi mà nó đuổi theo mình. Trời ơi, con ong này nó khỏe ghê luôn rồi. Em chém nó hai cái mà nó không chết. Trời ơi, trời. Để cứu em. Trời ơi, con ong này nguy hiểm quá. Hình như là em thấy sa mạc bên kia hay sao rồi. À ha, có một ngôi làng bên kia nè. Qua đây, qua đây. Đây, đây, bên này. Ở đây, mình đem mấy bông hoa về để mình trồng ở nhà rồi. Đó, cho nó nam tính, ok. Đấy, bên cái ngôi làng này thì lần trước là em vào em dẫn mấy con dân làng về rồi, cho nên không có gì đâu. Bây giờ là mình vào trong sa mạc để mình farm cát đi. Đây, bên đây là sa mạc nè. Qua đây, qua đây. Rồi, ok bạn ơi, bọn mình đã tới được sa mạc rồi nè. Bây giờ nha, bọn mình sẽ xây một cái cổng địa ngục ở chỗ này để cho rút ngắn đường đi về của bọn mình nha. Ok, rồi xây cổng địa ngục đi đâu. Đó, cái này Rô chuyên nghiệp nè. Đấy. Đấy, ok, đây là đệ tử thứ hai của thầy Lộc Phụ Hồ. Ok, rồi. Mà có hộp quẹt không? Có chứ. Trời, tưởng ông quên mang hộp quẹt rồi chứ. Rồi, ok, có cổng địa ngục rồi. Tí nữa chúng ta sẽ về bằng cổng địa ngục nha bạn nha. Đây, ok. Còn cái con rùa hồi nãy là mình đem nó đi mình nấu súp luôn rồi, cho nên các bạn đừng quan tâm. Rồi xong luôn. Để bà nãy hôm kêu bắt về nuôi Phong tội nghiệp nó đòi giờ nấu. Trời ơi, tại vì mang nó theo đâu được đâu anh. Ok, bây giờ mình cùng nhau đào cát đem về nào, nhanh lên. À, sắp tới Rô với em làm cái máy farm cát luôn đi Rô, cho nó nhanh. Hợp lý. Ôi, okay. Cái nhà làm máy farm cát anh vừa mới biết được ngày hôm qua luôn á Phong. Mới coi được mọi người làm luôn. Ok, vậy thôi giờ mình tạm thời mình đào bằng tay đi. Đào thôi. Rồi, ok bạn ơi, bọn mình đã gọi là đào được một ít cát rồi nè. Như đây chắc là nghĩ là đủ rồi các bạn. Đây, như đây thôi đủ rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau về nào. Xuống địa ngục thôi. Ê Rô ơi, sau khi xuống dưới đây xong rồi em mới thấy là chỗ này lạ quá. Chỗ này là chỗ nào vậy Rô? Anh chợt nhận ra là anh quên cái tọa độ của nhà mình ở dưới địa ngục rồi. Ôi trời ơi, chỗ này là chỗ nào vậy?
Thôi không sao, em nhớ anh đi theo em đi. Trời, chỗ này chắc xa lắm luôn các bạn. Nhớ là cái tọa độ này, đã. Ok, lưu cái tọa độ lại đi. Ok bạn ơi, mình đã tìm thấy được đường về nhà rồi đây. May quá mình có lưu lại cái tọa độ. Ủa mà Roy anh đâu rồi? Anh về nhà rồi. Trời, ông về nhà trước tôi luôn ông nội, không chịu đợi tôi. Trời, ok, đi vô. Rồi, bây giờ là chúng ta đã có được tọa độ của sa mạc rồi. Mai mốt chúng ta sẽ đến sa mạc dễ dàng hơn các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ bỏ cát vào trong đây để mình nung nha các bạn nha. Nung cát nè, để mình lấy kính. Ờ, còn than không ta? Ờ, chết rồi, than đâu hết rồi ta? Để coi mấy cái lò này có than không? À, đây có nè. Mình sẽ bỏ than vào đây. Rồi, ok, nung kính ở trong đây nha các bạn nha. Rồi, bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu xây con slam thôi nào. Ôi mà khoan, hình như còn thiếu cái gì phải không ta? Mình nhớ trong đầu hình như là nó còn thiếu gì thì phải. À, đúng rồi, thiếu len đó bạn ơi. Xây con slam là chúng ta cần phải có cái nhân của nó bên trong. Chúng ta cần phải có len. Mà len á thì rất là dễ dàng thôi. Chúng ta không cần nuôi cừu đâu. Chúng ta chỉ cần đi ra ngoài mấy farm nhện, lấy tơ nhện, sau đó chúng ta may thành len thôi là được rồi. Ok. Rồi, nhảy xuống mấy farm nhện nào. Ui, tởm. Ok, rồi. Bây giờ mình sẽ lấy tơ nhện nha các bạn nha. Bữa giờ farm được một nùi tơ nhện luôn các bạn ơi. Mà không dùng hết luôn các bạn. Ok. Sắp tới chắc mình phải xây cái gì đó thử thách. Mấy bạn nhớ đặt cái thử thách nào đó gọi là xây dựng cho mình để mình lấy len ra mình xây cho nó hết tơ nhện nha các bạn nha. Chứ bây giờ bọn mình trở thành đại gia tơ nhện luôn rồi đó. Nhiều quá. Ok, mình sẽ bỏ tơ nhện ở đây này. Đó, sau chúng ta sẽ có được một cục len. Yes, ok. Rồi mình sẽ lấy tiếp nha. Mình sẽ chế tạo len nha các bạn. Rồi ok, bây giờ là mình đã có được một đống len luôn nữa bạn ơi. Bây giờ nha, mình sẽ bỏ một ít cây xương rồng vào trong đây để mình nung xương rồng ra làm màu nha các bạn. Ấy, bởi vì lần trước các bạn nhớ mình với Siro đến sa mạc á thì mình với Siro đã có đào một ít xương rồng đem về nhà. Và bây giờ chúng ta đã có xương rồng, chúng ta sẽ làm nó thành màu xanh. Ok. Sau khi làm thành màu xanh xong, chúng ta sẽ đi kiếm chúng ta cái bàn chế tạo ở đâu ta? À đây đây, có cái bàn chế tạo đây rồi. Đây, bấm vô trong bàn chế tạo, sau đó chúng ta sẽ xếp cục len vào đây và sau đó bỏ màu vào. Ủa kìa, sao nó không ra màu xanh ta? Ủa kìa, à phải để cái bên thôi là xong đúng không? À đây 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 rồi kìa nè. Ủa mà khoan, một cục màu để chỉ chế được một cục len thôi hả? What? Vậy là chúng ta cần phải rất là nhiều xương rồng mới đủ các bạn ơi. Vậy là bây giờ mình phải quay trở lại sa mạc rồi. No. Wow wow, Siro ơi, em kiếm được một ngôi làng trong sa mạc nè Ro ơi. Wow. Ê Phong ơi. Gì anh? Anh thiết kỷ là mình có nên lập một cái hệ thống đường ray để đi tới mấy cái nơi không chứ thấy em đi tìm sao à. Ok, anh cứ xây đi. Ok, từ đây mấy bạn ơi, mình kiếm được nguyên một ngôi làng bên sa mạc. Từ để mình vô coi nó có gì bên trong đây không ta. Thấy cái ngôi làng này nó cũng to nè. Ui có anh đang ơi. À con Creeper. Ui giật hết cả mình đấy ông nội ơi. Creeper hả mày? Lại gần. Ui hụt rồi. Mày hả mày? Này thì Creeper này làm mình giật mình các bạn ơi. Ok, để vô mấy cái nhà coi có gì không. Ủa gì đây? Có cái máy cưa nữa bạn. Ủa cái máy cưa làm gì đâu? Máy cưa? Ủa gì máy cưa mà? Nè em thấy có cái máy cưa nè, máy à, ống, máy cắt đá. Máy cắt đá mà cái máy đó là bây giờ cái phiên bản này á không chỉ có cái lốc đá cội nữa mà em có thể cắt bất kỳ cái lốc đá nào trở thành cái miếng mà nửa block á. À hay vậy. Ok vậy em lấy về luôn. Ơi Ro, qua đây Ro, em tìm thấy được một cái lâu đài bên dưới sa mạc nè Ro ơi. Xịn chưa, xịn chưa? Đây bây giờ chúng ta coi chừng là bơm nha, coi chừng là bơm nha. Chúng ta vô hôm đó chúng ta kiếm đồ coi. Hình như là em nhớ là bên trong nó sẽ có TNT bên dưới đúng không Ro? À! Creeper. Cái gì vậy? Giật hết mình ông nội. Creeper hả mày? Ok rồi. Đào xuống rồi, đào cẩn thận nha. Ui, nổ bây giờ. Ê! Rồi xong. Không, cái cục này nó đâu có bị dẫm lên block đâu. Ủa vậy hả? Em mà xuống dưới mà nó nổ em cái bùm. Cái là anh chết với em vậy đâu. Ok, lấy TNT bên dưới luôn rồi. Lấy TNT dưới luôn. Được vậy không? Emerald. TNT dưới farm. Lấy TNT dưới farm. Vàng nè. Lại là Emerald nè. Ui quét cảnh. Ui cái này mình đang cần nè, nó giúp cho cái kiếm mạnh hơn nè. Mấy bạn lần trước á, có nhiều lần trước em hỏi rồi là quét cảnh làm gì á, có nhiều bạn fan chỉ mình lắm anh. Ờ hình như cái quét cạnh là để đánh được nhiều zombie hơn đúng không? Đúng rồi, mình sẽ đánh được nhiều hơn. Ok, lấy hết. Ê anh có thuốc có súng nè, đem về làm TNT. Dạ. Em thấy là anh đang cần TNT đúng không? Đâu, xong rồi. À, không, sắp tới là mình sẽ làm máy gọi là máy mai tự động nên là mình chắc không cần đấy. Ok, rồi.
sắp tới là bọn mình sẽ gọi là chế thêm cả mấy farm gọi là creeper để làm TNT luôn nha các bạn nha. Đó, nói chung là mình với Siro làm rất là nhiều loại mấy farm luôn. Hey, để mình trồng gọi là xương rồng ở nhà để dùng thêm mấy bạn ơi. Hey, tính ra các bạn, bây giờ mình mới hiểu được tầm quan trọng của những cái màu ở trong Minecraft bạn ạ. Bọn mình muốn xây một cái gì đó thì bọn mình cần phải có màu để trang trí cho cái màu len. Cho nên bây giờ mình nghĩ rằng là mình sẽ cần phải trồng thêm xương rồng ở nhà để mốt mình sẽ có xương rồng để làm màu xanh nha các bạn nha. Xương rồng cũng cần thiết lắm. Không ơi. Sao anh? Đúng rồi. Nhắc tới màu anh mới nhớ. Em muốn xây bản đồ xong rồi đánh dấu nhà mình trên bản đồ không? Ừ, được anh. Mình cắm, em làm cái lá cờ em cắm giữa nhà xong rồi em bật cái bản đồ của Minecraft lên là nó sẽ hiện cái nhà của mình trên bản đồ á. Ồ, hợp lý, được, để mốt mình làm bản đồ về nhà cho nhanh. Đấy. Ok bạn ơi, mình đã nung được một tí xương rồng rồi nè. Bây giờ mình sẽ đổi mấy cục len của mình ra thành màu xanh nha các bạn nha. Sau đó mình sẽ bỏ kính vào đây để mình gọi là nung kính ra. Mình chế tạo kính thành màu xanh luôn các bạn ạ. Đấy, để cho chúng ta trang trí bên ngoài con slime cho nó đẹp. À, quá trời kính luôn. Ơi, tính ra kính chế dễ hơn đâu ạ. Nhộm màu chỉ cần một cục màu thôi là nhộm được cho 8 cái luôn. Dễ. Còn cái cục len khó lắm. Ok, để mình lấy thêm nè, ấy, ok. Và bây giờ mình sẽ chuẩn bị cho đủ nguyên liệu, chúng ta cùng nhau xây nha các bạn. Hey, trời ơi mấy bạn ơi, mình đang đi ra ngoài sa mạc để mình kiếm thêm gọi là xương rồng mấy bạn ạ. Bởi vì là một ít xương rồng như thế kia là chưa đủ. Và thế là mấy bạn biết gì không, mấy con skeleton nó bắn mình, mấy bạn nhìn nè. Trời ơi, mũi tên nó cắm đầy đầu tôi luôn. Nhìn tôi có khác gì là con nhím không? Ê, hình như là có một mũi tên cắm đằng sau mông tôi thì phải. Trời ơi, có một cái cắm ở ngay cái bàn tay của mình luôn nữa bạn. Vãi, mấy con skeleton đáng ghét đây thôi. Cây dễ sợ bạn ạ. Bộ giáp của mình sắp hỏng gì bọn nó luôn rồi nè. Ai thôi, nhưng mà thôi, cố gắng thôi, phải thực hiện xong thử thách của mấy bạn fan chứ. Cố lên. 2000 years later. Hey, bởi vì là do thiếu quá nhiều xương rồng cho nên bây giờ mình đã quyết định xây luôn một cái chỗ gọi là để gọi là farm xương rồng chỗ này nè bạn. Nhưng mà mình chỉ xây tạm thời nhỏ nhỏ thế thôi để gọi là mấy mốt mình sẽ xây to hơn nha bạn nha. Và mình cũng chuẩn bị gần như là sắp đủ đồ rồi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt tay vào trang trí và xây dựng mấy farm nha bạn. Cùng nhau trang trí nào. Ok mấy bạn ơi, và cuối cùng thì mình cũng đã xây xong con slime khổng lồ theo ý của các bạn rồi nè. Đấy, mấy bạn nhìn đây, đằng sau lưng của chúng ta, một con slime siêu to khổng lồ được làm từ len và kính mọi người ơi, nhìn cực kỳ đẹp luôn nha. Thật ra thì nó cũng chưa đến mức gọi là siêu to khổng lồ đâu, nhưng mà nhìn như thế này mình nghĩ là chắc cũng vừa đủ ha các bạn. Ok, thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau vào bên trong xem nha mọi người. À mà khoan, mình nói cho bạn biết luôn là cái này nè, mình có mỗi mình xây, một mình xây à. Ông Siro với là bạn Đạo đi đâu mất tiêu, để mình xây một mình. Tụi tôi xây mấy farm skeleton đi, để farm gỗ không nội. Farm gỗ này, ok. Thôi lên đây. Đây, bên trong nè bạn ơi, bên trong thì mình chỉ để ít rương thôi. Tại vì là cái máy farm này của bọn mình thì nó cũng chưa gọi là spam ra nhiều lắm. Cho nên là mình chỉ để ít rương thôi bạn ạ. À. Và đây mình sẽ cho bạn xem nha. Đó, rất là nhiều bóng nhờn luôn. Quá trời luôn bạn ơi. Ấy, ở đâu ra cục đá hôm nay vậy? Ok, rồi. Thì cuối cùng thì bọn mình cũng đã xây xong được cái máy farm slime này rồi. Thì cái máy farm slime này các bạn sẽ gọi là rất là có ích cho bọn mình để bọn mình có thể sinh tồn luôn. Chẳng hạn như là nó có thể dùng để chế những cái máy farm khác nè. Hoặc là có thể dùng để gọi là boom một số thứ trong Minecraft, rất là hay luôn. Ok, rồi ok, bây giờ nè, Siro thử làm cái máy boom đường ray cho bạn fan xem đi Siro. Nhanh lên. Ủa, bạn chế tạo đâu rồi? Bạn chế tạo hả? Bạn chế tạo đầy trong nhà đó nội. Từ đây, okay. Bây giờ đầu tiên là phải chế tạo cục slime chứ nè. Thì mấy bạn biết không, ở trong Minecraft mấy bạn, nó có rất là nhiều lỗi luôn nha. À không, không phải là rất nhiều, mà là nó cũng có một số lỗi gọi là khá là thú vị. Và chúng ta có thể dùng nó để gọi là sinh tồn được các bạn. Chẳng hạn như là một cái lỗi mà chúng ta có thể boom được gọi là len nè, boom được gọi là đường ray nè, đó rất là hay luôn. Và bây giờ Siro sẽ xây cho các bạn xem nha. Đây, sắp tới bọn mình tha hồ mà có đường ray sử dụng luôn, không lo gọi là phải gọi là gì ta, đi bộ nữa bạn ơi. Ok, rồi, làm đi luôn. Đó, bạn thấy không? Quá trời đường ray. Quá trời đường ray văng ra ngoài luôn các bạn ơi, nhìn nè. Từ để mình chỉnh nhỏ tiếng game mày đã, nó hơi ồn. Đây. Đấy bạn nhìn nè, đường ray văng ra quá trời. Để cho em lượm với từ. Đấy bạn coi nha, mình sẽ lượm thử coi được bao nhiêu đường ray nha. Bật đi. Ok. Rồi lụm nè. Ui mấy bạn ơi, cái đường ray nó văng tùm lum tùm la luôn bạn ạ. Nhào vô lụm không hết luôn á. Lụm đó. Ui, mới đây thôi mà hơn một stack đường ray nè các bạn ơi. Xịn vãi. Ấy, còn biết okay. Gì không? Sao anh?
Thật ra là ngoài đường ray ra thì nó còn bơm thêm được một vài cái khác nữa. Đâu, bây giờ còn bơm được thêm gì nữa đâu, anh thử làm cho bây em giờ, xem coi. Bây giờ em tắt đi, em tắt cái máy đi xong rồi em đập đường ray đi. Đây, tắt máy nha, đập đường ray đi. Bây giờ sao? Đập đường ray đi đúng không? Ok, để em đập. Rồi, sao nữa? Bây giờ bỏ okay, vô lên. Rồi. Để thảm lên nè. Thảm lên đúng không? Len đúng không? Ok, rồi, rồi bấm. Ui, trời ơi, bạn ơi, bạn nhìn nè. Nó bắn ra mấy cục len y hệt như nó bắn phi tiêu luôn nữa bạn, bạn nhìn nè. Chiu 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 chiu. Vãi, ok. Có một thứ nữa mà Phong wow. không biết. À, Phong có vậy? Cái phễu không? À, cái phễu có hiểu. Ừ, rồi sao? Rồi ok nha, bây giờ nha, nha. Đây. Anh đừng có nói là anh đừng có nói mình bum cái đó luôn nha. Em đặt cái phễu này không? Tức là em đặt cái phễu lên cái lò đi, em đặt cái phễu lên cái lò đi. Ờ à, ok, để em vô lấy đã. Rồi bây giờ anh làm gì đâu, anh làm thử em coi coi. Vậy nè, em bấm vô cái lò đi, bấm vô cái lò đi, bấm vô cái lò đi. Rồi ok, bấm vô rồi sao? À, ok, chuẩn bị nha. À gạt nè. Rồi sao? Ủa sao cái gì nó mình bỏ cái thảm vô đây được luôn hả? Ừ đúng rồi, xong rồi mình cứ nghe nè. Đó, thấy không? Đó. Và nó sẽ nung vĩnh viễn luôn. Ghê vậy, ôi, tính ra xịn phết nha. Ủa vậy là mình có thể dùng cái này để mình nung đồ được đúng không anh? À, hình như là mình đặt sai vị trí của cái này, đâm ra nó không xuống dưới được không ạ? Ok, từ để em lấy thử cái gì đó, mình nướng thử cái từ trong nhà. Hình như là mình có bắt được mấy con cá bạn ơi, đi vô nhà lấy cá thử, ok. Rồi, bây giờ em thử, em bỏ sắt cho thử nha, coi nung được không nha. Ui, nung được luôn bạn ơi, dùng thảm để nung được luôn nè. Ui, vậy là bây giờ mình khỏi cần đào than luôn anh, mình lấy cái này mình nung được luôn anh. Đúng rồi, nhưng mà em coi nè, thấy không? Đó, mình cứ gạt cái này cho nó bắn nghe nè. Đấy. Mình nung thoải mái luôn, không cần dùng than luôn bạn ơi. Quá xịn sò con bò cười luôn. À mà mình quên nữa bạn ơi, có rất là nhiều bạn hỏi mình là anh ơi, cái máy farm sắt của anh đã farm được bao nhiêu sắt rồi. Cho nên bây giờ mình sẽ khoe cho bạn nha. Thật ra cái máy farm sắt này của mình nè, bọn mình chỉ cần gọi là AFK ở trong đây một thời gian thôi ha, là nó sẽ gọi là farm được cực kỳ nhiều sắt luôn bạn ơi. Đây, bạn coi là mình để rương ở bên dưới sàn nhà các bạn thấy không? Đây. Một rương sắt nè, hai rương sắt nè, quá trời sắt luôn. Đó, toàn là sắt không bạn ơi. Kỳ này là bọn mình xài miễn phí, gọi là xài sung sướng luôn, không cần gọi là sợ gọi là phải đi mai hay gì nữa bạn ạ. À. Đó, nói chung là những bạn nào á mà gọi là thích mấy cái máy farm như thế này á thì nhớ gọi là comment bên dưới, mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách xây nha. Nói chung là xây cũng rất là đơn giản thôi. Chỉ cần gọi là mình chỉ cần gọi là áp dụng một tí gọi là cái nguyên lý ở trong game đó là ok đó, quá trời sắt luôn bạn. Kỳ thật này xài thoải mái là luôn. Không làm được cả máy farm kim cương cơ, nhưng mà Phong sợ làm xong anh em bị lười không đi mai kim cương, hay là Phong quyết định Phong. Đúng rồi. Thật ra nha là bọn mình có thể làm cả máy farm kim cương cơ. Có thể là nhiều bạn nghe xong nhiều bạn kiểu ôi xạo xạo làm sao làm được, nhưng mà bọn mình làm được luôn, các bạn thấy ghê không ấy. Đúng rồi. Thì... nhưng mà cái máy farm kim cương nó sẽ không giống máy farm sắt đâu, nó sẽ phải vẫn phải tự đào, nhưng mà đào dễ hơn. Đúng rồi. Đấy, thì mấy bạn nào mà có những thử thách nào mới thì nhớ hãy bình luận lại cho mình biết nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video đến đây cũng đã rất là dài rồi, thì mình nghĩ rằng mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như mà anh em thấy thích video này, đừng quên hãy để cho Phong một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy ở bên kênh YouTube của anh Siro cùng với tất cả các thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì mình sẽ cho anh em xem gọi là sao ta, cái máy farm slam của mình thêm một lần nữa. Và chúng ta cùng nhau kết thúc video nha. Mấy bạn nhớ, bạn muốn mình xây gì thì nhớ bình luận cho mình biết nha mấy bạn. Yêu mấy bạn, tạm biệt.